Kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị mình nha. Thì ngày hôm nay em đến địa điểm vườn kiến mới nha của anh Tấn. Thì ngày hôm nay anh Tấn cũng có một số cây để giao lưu với cô chú anh chị mình trên mọi miền đất nước, cũng như là cần thăng đây, khế, được khế chua và việt quế với một số phôi trang nha. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì mình gặp anh chủ vườn nha. Rồi em chào anh. Em chào nha, chú bác cũng hỏi cây nhà dừa ấy nha. Dạ. Kiện nha. Hôm nay có mấy cây lên cây cho mấy chú coi vậy. Tham dạ. khảo. Thì nhà vườn cũng mới nha, thì cô chú anh chị mình tham khảo cái số điện thoại của anh thì có trên cái tiêu đề màn hình nha với cô chú anh chị. Rồi vậy mình cho em xin thông số luôn đi anh ha. Rồi, em quay luôn cho dễ ha. Dạ. Rồi, cái này là 29. Rồi, đo chiều cao giùm em đi anh. Rồi. Chàng đỏ là nhỏ anh ha. Rồi, 13. Rồi, anh quay một vòng đi anh. Rồi, báo giá luôn đi anh. Rồi, này giá này 350 nè cô chị chú á. Dạ, mã số 1 anh ha. Mã số 1. Rồi. Rồi, con tiếp mã số 2. Cũng là trang đỏ lá nhỏ anh. Rồi, ha. Trang đỏ lá nhỏ luôn. Chừng nào mà hết cái lô đỏ thì anh sẽ báo cho mình nha cô chú chị. Rồi, mã số 20. Hoành tháng 20. Hoành 19, 19. Dạ, rồi. Rồi, chiều cao 13 luôn. Rồi, anh quay một vòng về bên mình báo giá anh nha. Dạ, dạ. Mã số 2 này chú quá. Rồi, giá 350 luôn dạ. Rồi, mình đổi cây luôn. Rồi, con tiếp mã số 3 dạ. À, giật gì luôn ha. Không mới, không có chú không cảm, cảm thôi dạ. Rồi, 26. Rồi, hoành thăng là 26. Hoành thăng 26. Chiều cao không phải nữa chú. Rồi, 11. Rồi, quay một vòng báo giá luôn anh nha. Mã số 3. Rồi, con phép 350 luôn dạ. Cô chú anh chị mình thông cảm nha, tại vì cái này cũng là nhà vườn mới đó, cho nên là cũng còn hơi lộng cộng mới tập bán lần đầu tiên nha. Rồi, 33 nè cô chú. Rồi, hoành thăng là 33. Rồi, anh đo chùm luôn cái tử nhỏ. Anh đo lại được lại đi. Đúng. Rồi, cái đó là bằng tổng 42 nha. 42. Rồi, cho em xin chiều cao luôn nha. Rồi. Chiều cao 15. Rồi, mình quay một vòng báo giá. Dạ. Mà số 4 chứ, 350 luôn dạ. Rồi, mình bao ship toàn quốc anh ha. Dạ, ship toàn quốc luôn dạ. Mà số 5. Rồi. Rồi, số 27 dạ. Hoành 27 anh ha. 27. Rồi, chiều cao luôn. Rồi, 14 dạ. Rồi. Mã số 5 dạ, 360 nữa cô chú. Rồi. Bao ship luôn dạ. Bao ship bảo sống cô chú trong vòng 2 tháng nha cô chú ơi. Rồi, mã số 6 anh ha. Mã số 6. Rồi, cho em xin hoành thăng với chiều cao anh ha. Dạ dạ, có liền. Rồi, mã số 6 là 24. Dạ, rồi. Chiều dài 20 dạ. Rồi, mình quay một vòng đi anh. Cây này đế cũng khá là đều. Ừ, đẹp luôn. Chị. Đẹp rồi. Chứ bác con cảm nó con mới ra bán nè. Rồi, cho em xin. Rồi, giá 350 dạ, mã số 6. Rồi, chú xem kênh ủng hộ của chú ơi. Tiếp theo mã số 7, trang đỏ. Không. Mã số đỏ trang 7 luôn, trang đỏ luôn. Rồi, 27. Rồi, cho em xin chiều cao luôn anh ha. Chiều cao 13 dạ. Mã số 7 nè chú. Đây, em thấy chỗ này nó có cái phần lỗi nhỏ nhưng dạ. mà cô không đáng ngại. Có là lỗi nhỏ chứ chú không cảm nữa dạ. Dạ, cái lỗi nhỏ này không sao nha. Rồi, rồi mã số 7 con giá bán 320 dạ. Rồi, 24. Vành 24. Chiều cao 14 dạ. Mã số 8 nè cô chú bác. 350 dạ. Chú nào xem rõ thì kết bạn Zalo số điện thoại luôn nha cô chú. In cái tiêu đề nha cô chú ơi. Số điện thoại có hiện ở trên màn hình của clip nha quý cô chú anh chị.
Rồi cũng giới thiệu tiếp mã số 9. Hoành 23. Rồi chiều cao luôn đi anh. Chiều cao 14. Mã số 9 nè cô chú bác. 350 dạ. Còn 3 dòng ship nè. Mình bao phí ship toàn quắc luôn. Dạ, toàn quắc luôn. Đây, tiếp theo mã số 10. Hoành 27. Rồi, cho em xin chiều cao luôn nha anh. Chiều cao 13. Rồi, mình quay một vòng báo giá anh ha. Rồi, mã số 10. 350 luôn vậy. Rồi, tiếp tới mã số 11. Một cây gió ngọt. Rồi, để con qua cho. Con quay cái hoành cái đó. Rồi, hoành 24. Rồi, cho em xin chiều cao luôn. 12. Rồi, hoành số 11, 350 nữa chú. Trang vàng lá nhỏ. Rồi, tiếp theo là lô trang vàng lá nhỏ vậy. Mã số 12 anh ha. Mã số 12. Dạ, rồi. Rồi 22. 22 hoành. Hoành 22. Mình đo tới cái cành thống luôn đi anh. Cái cành thống luôn ha. Dạ, mình tính chiều cao đi, từ mặt bầu lên tới cành thống. Rồi 26. Rồi mình quay một vòng báo giá luôn anh ha. Số 12 giá 350 luôn cho chú. Mã số 13 anh ha. Rồi mã số 13. Giá 24, hoành 24. Chiều cao là 13. Hoành số 13. Giá 350 luôn nha chú. Rồi. Mã số 13. Tiếp theo mã số 14. Trang vàng luôn. Trang vàng lá nhỏ. Trang vàng lá nhỏ nha chú. Tôi xem ủng hộ kinh với cháu luôn nha. Rồi, hoành 28. Chiều cao 14 dạ. Mã 14 luôn, giá 350 luôn. Rồi, tiếp theo mã 15. Trang vàng lá nhỏ luôn. Rồi, hoành 29. Chiều cao 28 dạ. Rồi, mình quay một vòng. Rồi. 15, mã 15. 350 luôn chú. Cái giá tiền thì anh có ghi trên cái bầu này nha quý cô chú anh chị. Có xem hộ kinh với cháu vậy. Tiếp theo mã số 16. Rồi, hoành 30. Chiều cao là 18. Mã số 16 luôn chú. 350 luôn dạ. Rồi tiếp theo mã số 17. Rồi, trang vàng nè chú. Cho em xin chiều cao trước đi anh. Chiều cao là 28. Rồi mình đo cái tán lá đi anh. Cái tán ngang của cái lá anh. Tán ngang của mặt lá. Dạ rồi đúng rồi đó anh. Rồi 29. Rồi đó, 30 chứ. Rồi 30 anh ha. 30. Rồi cho em xin cái hoành đi anh. Mình đo cái hoành eo trước đi anh. Đây hoành eo là 15. Rồi mình đo chùm cái ghế này luôn. Chùm cái ghế mặt ghế nổi của nó nha. Là 33. Rồi về một vòng báo giá luôn. Rồi mã số 17. Giá 500 đó cô chú ủng hộ kinh với cháu nha. Tiếp theo là số 18. Cũng là trang vàng lá nhỏ luôn. Trang vàng lá nhỏ luôn. Rồi mã số 27. Chiều cao 27 anh. Chiều cao 27. 32. Tán ngang là 32. Tán ngang 32. 33 luôn. Rồi, đâu bằng đi anh. Nó chênh lệch 1 2 phân cũng không sao. Rồi, hoành 13. Củ đế là 35. Mã số 18 nữa chú. Giá 500 luôn dạ, ủng hộ con giùm con mấy chú ơi. Đây, trang vàng này quá là đẹp luôn. Mã số 19 kìa. Mã số 19 luôn. Con đo chiều cao chứ nữa chú.
Rồi, giá chiều cao là 35. Tăng ngàn luôn đi anh. 8.000 là 39. Rồi, rồi còn nó hoành luôn. Hoành là 24. Cũ đế là 35. Rồi quay một chồng rồi mình báo giá luôn anh ha. Rồi, phải số 19. Giá con giá 550 nữa chú. Rồi, đổi cây anh đây. Rồi, tiếp theo giá 20. Con lọc chiều cao nữa chú. Rồi, chiều cao là 31. Trắng ngang là 39. Rồi, con đó thăng hoành luôn. Là 22. Rồi. Đo hoành thăng luôn nha chú. Để nổi. Cũ nha. Để nổi nha. Rồi, 35 anh ha. Rồi, 35. Rồi, mình quay một. Má 20 nữa chú. Giá 500 nữa chú. Ủng hộ kinh những con mấy cháu vậy. Cô chú anh chị mình xem kênh có thấy hay thì vô ủng hộ đăng ký. Đăng ký kênh mà đăng và mua cây kiển của nhà vườn luôn nha. Rồi, con tiếp theo nè chú. Chai mai, mai vàng lá nhỏ luôn. Trang vàng. Trang vàng. Còn hai cốp với cô chú rồi. Không cảm con này chú con mới ra đây dạ. Rồi, chiều cao là 39. Rồi, tới ngàn 44. Rồi, con đo cái thang luôn chú. Gạch nha. Đây, là 18 thôi chú. Rồi. Cái này để mình để nổi thì nó hơi khó đo anh ha. Khó đo luôn ha. Dạ. Rồi mình rồi. Đo báo giá đi anh. Mã số này 21 giá 580 thôi chú. Ủa 500 ngàn nha chú. Rồi con tiếp theo nữa vậy. Thấy gân vậy. Rồi ra chiều cao trước thôi chú. Thấy gân trái chua nha. Rồi chiều cao 37. Mình đo cái tán ngang luôn nè anh, từ đầu cành bên đây qua đầu cành bên kia. Rồi, đầu cành là con đo là 62. Rồi, mình đo cái hoành eo ngay đây đi anh. Cái nghe. Xong mà mình sẽ đo cái hoành củ đế đặc nha. Rồi, rồi, hoành eo con đo cho chú không Thảo nha. Con Hảo chơi nè chú, con cũng chú nó cậy u đụm chưa. Rồi, 23 nè chú. Rồi, mình đo thẳng cái hoành củ đế luôn đi anh. Con đo hoành không quát luôn. Rồi, là 46. Rồi, mình quay một vòng báo giá luôn nha. Rồi, mã số 22 này chú. 1 triệu mốt nữa chú. Gì ông xem ông hình cơ kinh giùm con mấy chứ. Nô chú. Con xin xuống cây ạ. Rồi, cái theo là nhiệt quế dạ. Cây khá là đẹp. Rất là đẹp cô chú mã ơi. Số mấy anh ha? Mã số 23. Dạ, rồi mã số 23 là cây nhiệt quế nha cô chú anh chị. Thì nhiệt quế luôn chú chú. Anh cũng mới có lên clip lần đầu tiên đó, anh cũng chưa có gần lắm nha cô chú anh chị mình thông cảm giùm nha. Con đo chiều cao nha chú. Rồi, 42 nha chú. Chiều rồi, cao là 42. Tăng ngang đi anh. Rồi, con đo tăng ngang luôn. Tăng ngang là 67. Rồi. Mình đo tổng cái vành cũ luôn đi anh. Cái da vành thân thì nó lớn hơn cho cái chút xíu. Rồi. Vành thân là 21 nè chú. Vành cũ á là 21 luôn nha. Dạ rồi. Cái này là cái chậu demo thôi nha. Mà giá này có giá ha. Mã số 23 nè chú. Giá 900 ngàn. Dạ rồi. Thôi xem kinh ủng hộ con nha mấy con chú á. Không phải gà không cảm. Tiếp theo mã số thấy gần 24. Rồi chiều cao chứ chú bác. Rồi chiều cao là 50. Rồi mình đo tán ngang anh ha. Từ đầu cành bên đây qua đầu cành. Mã số 24 luôn. Nha. 63 nữa chú. Rồi mình đo hoành đi anh.
Rất là đẹp chú ơi, cái gan quá đẹp luôn. Đây, 33 nè chú. Rồi, mình đo tổng cái hoành củ đế luôn nha. Đo hoành củ đế cho cứ coi xem phạm nha. Rồi, 71 nè chú. Rồi. Rất là đẹp chú ơi. Chú thấy gan nè chú. Biết chú anh chị. Mình quay chậm thôi anh ha. Quay chậm cho chú coi nè chú. Mã số 24 nè chú uống. Giá là 1.7 nè cô chú. Ủng hộ cùng con mấy chú ơi. Cây này mình rút chậu anh ha. Rồi, một cây khế dáng phong tranh khá là đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Đây, tiếp theo cây khế găng thưa chú, mã số 25 thưa chú. Cây dáng rất là đẹp luôn cô chú. Rất đẹp chú ơi. Để con lo chiều cao cho chú. 44 thưa chú. Rồi, tán ngang đi anh. Rồi, rồi tán ngang luôn. Con quay trễ, con mới ra con không cảm thưa chú, ủng hộ con. 69 thưa chú. Rồi, tới ngày 69 cái hoành thăng đi em. Wow, này quá, đo này là quá đẹp luôn chú ơi. Hoành thăng là 36. Rồi, mình bay một vòng rồi mình báo giá anh nha. Tay cành khá là to luôn quý cô chú. Rất đẹp chú ơi, mã số 25 này rất đẹp chú ơi. Rồi, em xin giá cho luôn luôn. Giá này luôn là 1.2 nữa chú. Rồi, mã số 25 1.2. Mã số 25. 1.2. Con tiếp theo mã số 26 luôn chú. Nhiệt quế luôn. Một cây dáng phong cách rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây hiện tại đang cho qua luôn nha. Chiều cao nữa chú. Rồi chiều cao được bao nhiêu? Chiều cao là 58 nữa chú. Rồi mình đo từ cái đỉnh ở trên đây nè anh. Mình đo từ cái đỉnh này nè. Mình đo tới cành gốc này coi được bao nhiêu anh ha. Rồi 53 nữa chú. Rồi anh đo giùm em cái độ khó khăn từ cái mặt gốc lên tới trên đây giùm em nha. Đây nữa ha. Dạ đúng rồi. Rồi 47 chú ơi, cô chú ơi. Rồi. Đây. Rất đẹp luôn chú ơi. Mình quay một vòng đi anh, để cho cô chú anh chị mình xem cái cành gớt của nó nha. Rất là đẹp luôn cô chú. Quái luôn, đẹp luôn chú ơi. Đẹp quái luôn chú. Coi con đó tiếp luôn. 23 nè chú. Rồi. Trừ hao luôn rồi đó chú ơi. Mình quay một vòng mình báo giá đi anh ha. Rồi. Mã số 26 này 1.2 nè chú. Giá 1.2. Vì ủng hộ con đi chú bác. Tiếp theo thế găng. Mã số 27. Mã số 27 dạ. Cây này độc là cây chua anh ha. Cây chua rất là già. Cây chua luôn. Già lâu năm chú. Độc lạ nữa. Rồi cho em xin cái chiều cao đi anh. Chiều cao là 43. Rồi. Mình đo cái hoành thăng đi anh. Cái gân độc lạ lạ luôn nè chú ơi, con chừng hai cho đẹp. Chú luôn chú. Rồi, 84 luôn chú. Rồi, phần vị trí này là 84 nha. Mỹ thăng dưới đáy vậy. Rồi mình đo ngang cái ở trên đây thử cái anh ha. Rồi. Rồi, 77 nữa, 76 nữa chú. Dạ rồi. Đây thì cái cây này em thấy cái mặt hẹo nó kéo khá là mạnh nha cô chú anh chị. Cây này nếu như mà khách chốt thì mình rút rút chậu mình bó bầu anh ha. Rút chốt không? Tại vì cái chậu này cũng là cái chậu mũ đó. Nếu như mà mình đẹp lắm chú quá coi. Thì nó sẽ bị bể cái chậu với cây thì nó cũng đã thừng hết rồi. Hôm qua còn quắt nè chú. Ship còn quắt nha. Rồi mã số 27 giá. Số 27. Rồi giá 4.9 thôi cô chú quát. Mã số 27. Rồi mình bao phải ship còn quắt anh ha. Còn tiếp theo nè chú. Mai chiếu hỉ, mai chiến thủy và xanh nu anh ha. Rồi. Rồi mình quay giùm mã số 28. Con ra chiều cao nữa chú. Rất đẹp cho chú ơi. Chiều cao là 42. Rồi mình đo cái hoành thăng giùm em ngang đây trước một cái đi anh. Rồi. Bao nhiêu anh? Hoành thăng là 43. Rồi mình đo chùm xuống ngang mấy này đi anh. Rồi là 61. Dạ rồi. Mình quay một vòng báo giá giùm em anh ha. Rồi. Mã số 28 này 1.2 đi chú. Rồi quay đi anh. Rất đẹp chú ơi. Cây cũng khá là đẹp nha, được cái chân đế cũng khá là khéo cây nha.
Một chiều hai nữa chú gì ủng hộ kinh giúp con mấy cháu vậy, ủng hộ tiếp vậy. Rồi tiếp theo cây cần thân nữa chú. Mã số 29 mã số 29 nguyên một cái gừng cần thân luôn, mình quay một vòng giùm em nha. Cây này khá là đẹp nha quý chú. Quá đẹp chú ơi. Đây nó nguyên một cụm gừng gừng y như con thú. Quá đẹp luôn, nhìn dáng dốc. Quay đi anh, quay đi anh. Này mình đo chiều dài luôn ha. Anh cho em xin chiều cao trước đi ạ. Cao chứ ha. Dạ. Rồi, chiều cao 30 đi chú. Rồi mình đo tổng cái tán lá đi anh, tổng cái tán ngang đi anh. 67 chú bác ơi. Rồi anh đo giùm em tổng hết cái hoành này luôn nha anh. Mình đo tổng hết cái hoành luôn đi, tại vì cái này là nguyên một cái cụm gừng đó. 97. Dạ rồi, mình quay một vòng báo giá giùm em luôn nha anh. Rồi, mã số 28 không ta? 29. Quay đi anh. Mã số 29 này giá chiều 7 nè, mời chú quá. Cái gì ủng hộ con mấy cháu vậy? Nguyên một cụm gừng luôn nha cô chú anh chị. Cái cần thân nhìn đẹp quá chú bác ơi. Cần thân ý nghĩa của nó là 27, 29. Mã số 29 giá chiều 7 nè cô chú, con gì ủng hộ con vậy? Mã số 30 khế găng nè chú. Đọc cây khế găng nha. Rồi mình quay một vòng đi anh. Tiếp theo mã số 30. Rất đẹp của chú bác ơi. Rồi, anh quay giùm em một vòng nữa đi anh, cho cô chú anh chị mình xem cái dàn đế nó cận cảnh chút xíu nha. Đẹp lắm chú bác ơi. Đẹp. Rất là đẹp luôn. Rồi cho em xin chiều cao nha anh. Rồi. Chiều cao là 49 nè cô chú bác. Rồi mình đo chiều cao cái tử dưới luôn nè. Rồi rồi mình đo tán ngang chứ cũng được. Tán ngang, tán ngang. Dạ. Rồi 68, ở 67 rồi chú. Rồi mình đo cái chiều cao từ mặt chậu lên tới cái tử này nè. Rồi 23 chú ơi, chú bác ơi. Rồi mình đo cái hoành ngang eo chỗ này giùm em nha. Hoành luôn. Rồi 53 đâu chú bác, hoành ngang eo là 53. Rồi mình đo cái hoành đế nổi giùm em luôn nha. Rồi hoành đế nổi là 90 đó chú. Rồi cày rất đẹp chú ơi, thấy gần rất đẹp chú ơi. Mã số 30. Dạ. Của clip luôn cô chú. Giá 1 triệu 7 nè chú. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của mình luôn anh. Rồi dạ. Rồi. Dạ. Con xin chào chú ủng hộ kinh con dạ. Cháu ủng hộ dạ. Cây này nếu như mà cô chú anh chị mình chốt khách chốt thì mình sẽ rất đẹp chú quá ơi. Rồi kênh bonsai lục tính miền Tây cũng xin bánh chào với cô chú anh chị mình. Dạ. Hẹn gặp lại. Cảm ơn chú quá. Ủng hộ kinh với cháu dạ. Mình.